Quý vị và các bạn thân mến, đây là quang cảnh về đêm tại Ocean Nami. Gió khá lớn ha. Đây hồ bơi. Quá đẹp ha bà con ơi ha. Đây. Rồi trên kia có trăng luôn. Rồi, tối nay thì cả gia đình của Coleman không đi ra ngoài ăn mà đặt ăn buffet thử tại Maison Dining. Một khẩu phần không rẻ đâu nha mọi người, khoảng hơn 40 đô đó. 900 ngàn đồng Việt Nam. Tổng cộng gia đình mình 10 người là khoảng 400 đô, hơn 400 đô một chút xíu. Buổi tối ở đây quang cảnh đẹp lung linh. Đây là nhà hàng Maison Dining trong Ocean Nami Resort. Về đêm. Ôi. Mới vừa đi ở đây thì Coleman cũng đã nghe mùi rất là thơm rồi. Chắc vô cái bàn bên trong đi. Vô bàn trong nha. Đây là phía khu không gian bên ngoài, mọi người có thể ngồi ha. Nhưng mà vì sợ cái loa nó ồn cho nên là Coleman đã đặt một cái bàn bên phía bên trong rồi. Thôi chút xíu ca nhạc ồn ào lắm. Thôi cho nó ngồi đó, nó coi xíu chút đi mình chừng không. Không, có bàn rồi, có bàn rồi. Ở đây nè, ra đây lấy cho nó nhanh. Đây, ngồi đây ăn uống cho nó yên tĩnh. Đây. Anh ngồi bên nào cũng được hết đấy. Bên nào cũng sáng hơn. Anh thử coi bên nào sáng hơn. Đó, anh thử đi, thử vào ngoài chứ. Bên đó sáng trưng luôn á. Đây nè. Đổi đồ thì có đổi. Cũng là một đó. Qua tổng là sợ là 18 hay 9. Dạ. À 10. À rồi, vậy là ok. Em sợ là nhà không là một. Không, là một. Rồi. À anh đi chung. Vậy em lấy cái bàn đó để cho khách đi. Tại ngồi đó cũng ồn lắm, ngồi đây cho nó thoải mái. Bên nào cũng sáng lắm mà. Vậy anh ngồi đó thì anh qua đây ngồi cho anh. Anh ngồi đi, quay ra cho nó. Bên nào đẹp, cũng sáng mà thôi. Ok, thôi ngồi đài đi. Mọi người ngồi tự do đi, anh ngồi bên đây đi. Rồi đi quay ra coi buffet nướng.
chưa đến nơi cậu. Đây là gì? Sao quẹo sốt sa tế, có vẻ cũng hấp dẫn đúng không bà con? Đây là sầu huyết cháy tỏi. Lướt liền chút xíu đi. Nêu hấp xả khá là phong phú nha. Là gà. Bên trong cũng y dông luôn, đi gà luôn hả? Đây cánh gà chiên nước mắm. Ở trong bánh ngọt quá trời luôn mấy điền. Mình ngồi trong hợp lý hơn. Cho chụp tấm hình nha. Dạ vâng anh, được anh. Dạ. Không sao anh, vui mà. Ở đây là bò hầm giống như hồi sáng này phải không? Sáng cái này có rau củ xào dầu hào. Cá chiên sốt cà. Rồi, quá phong phú luôn. Rồi. Cá chiên sốt cà. Ồ, cá chiên sốt cà có vẻ hấp dẫn quá. Thịt heo kho tiêu. Này chàng chiên đường. Thịt heo kho tiêu. Wow. Siêu ngon. Này cơm trắng. Đó, cơm trắng. Rồi, đây mới là trái cây của Coleman đây. Mê nhất là cái này. Oh wow. Cái này là thịt gì ta? Bò gì thấy nhé. Đây là bếp barbecue. Ghẹ. Đây ghẹ nướng hả? Đúng rồi, đây ghẹ nướng, ghẹ nướng, ghẹ nướng. Đây là ghẹ nướng hết. Trong kia có cá nướng không ta? Phải chừng đạp chân bên này. Ồ, hơi bị quá phong phú nha. Có sò điệp nướng. Đây tôm càng nướng, mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Bên này gà nướng, bên này mực nướng, bên này cá nướng, nói chung là cũng giống giống như nhau. Được cái view đẹp. Thôi. Ôi, nhiều quá giờ không biết lựa cái gì luôn. Quý vị các bạn thân mến. Vô trong đi, chắc bên trong cho nó bên trong cái chàng. Tại bên ta sớm chút xíu thì có cái nướng này coi. Không, đây.
chơi cái này hơi bị sốt sa tế. Có lẽ là mình phải phải làm cái này một xíu. Đây, sò quẹo đi. Đây, lý do là hiểu là vì sao gọi nó là con sò quẹo rồi. Hả? Nó con queo nè. Sống nó là chắc đủ rồi, chắc
đơn giản thôi, còn nhiều thứ quá hấp dẫn quá. Ui. Đây tôm nè mọi người ơi, tôm nó chót luôn. Mọi người con có ao luôn mọi người thấy không? Đó, quá tuyệt vời rồi, cho bắt tắm đi. Thấy mình ghét bức dài không? Sao ạ? Nói chung là có rất nhiều món, nhưng thôi mình ăn nhẹ vậy thôi ha. Review chút xíu cho mọi người review nha. Ủa nó có cho bia không ta? Những cái nước nào trên bàn chắc anh nghĩ là con ra con có bia không? Con có bia không? Chẳng lẽ 900 ngàn không có bia? Có biết hả? Có hàu sống nè. Mà ăn hàu sống mà không uống bia thì nó hơi lạp lãng đấy. Hàu sống rất là tươi luôn. Buffet mà dám chơi hàu sống thì là cũng hơi bị dữ đấy nha. Đây, buffet mà chơi hàu sống là hơi bị gấu đấy. Ngoài có bia không ạ? Tí đi hỏi rồi. Mang cái gì ạ? Ngon không? Nóng này mẹ ngon mình. Quay vân chút rồi quà. Còn sống không anh? Còn sống không? Lo, mẹ đặt chân vô cho gì vậy? Là cái bia uống. Biết là cái bia uống đi. Bốc là có bia bia uống. Thôi ăn cái gì không bốc kìa. Có bằng bơm không? 900 ngàn nha bớm. Anh đi ấy rồi. Ok rồi. Đây là hai em trai. Buồn ngủ hả? Đây là những cái bữa cơm của em trai của mình. Còn đây sư phụ bà xã đang quá hấp dẫn. Đây của hai đệ tử ăn da gà hả? Đây, ông Tiêu đang chơi nguyên con tôm càng. Mặc dù ngón tay đã bị xin cà que nhưng vẫn nó hoạt động. Nào ngon lắm mẹ. Rồi, đây. Mình sẽ tiếp cái này. Ô, nó
túi nào không lấy cái nước khác. Hơi, hơi bị chất lượng nha. Tôm có ghẹ nướng nữa kìa, mà kia kìa mà. Đây là xo dẹo nướng sa tế. Vì sao nó có tên là xo dẹo? Vì mình nhìn cái vỏ nó dẹo dẹo cũng cong, đúng không? Đó. Đây mới là cái món mình gọi đây. Bò nướng, bò nướng. Bò nướng sốt tiêu. Có. Có bia không? Có bia hả? Nước ngọt hả? Rồi thôi, nước ngọt luôn. Sống lành mạnh luôn. Cái nước tắc đúng không? Dạ, nước tắc. Đây, cô Tí. Cô Tí là người đã giới thiệu mình. Rồi thích lên chút. Đây, bà cháu một cháu giống nhau ha. Không, cái món bò nướng hơi bị xuất sắc á. Hơi dai, bị cắt hơi dài. Hào sống, hào tươi lắm. Lát nữa mình ra mình lấy thêm 5-10 con nữa mình ăn. Đúng không? Rồi, hôm nay xin chào tạm biệt quý vị và bạn nha. Để anh bạn khác bạn mình lấy đồ ăn nha. Vừa ăn vừa nghe nhạc. Đã lắm. Nhưng mà nếu mà ngồi đó là phải đôi vai luôn. Nên cả nhà mình quyết định ngồi đôi vai. Xin chào tạm biệt. Dạ, hẹn gặp lại. Giới thiệu một xíu thôi. Ooh.